ta cái chương trình mà 100 bài hát. Thì bảo là chị đọc nên chị 15 bài nó ít hơn là chị sẽ hát. Ừ. Eo ơi, môn nào là môn chị rốt nhất trong cuộc đời đấy. Adoda, bể bóng. Anh quá đáng luôn á. Khiếp dịch. Ở đây sẽ có 15 bài hát được biến đổi tên gọi, có thể từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại. Nhiệm vụ của người chơi sẽ là dịch trở lại và đoán đó là bài hát gì. Lưu ý, phải đoán được và hát một đoạn nhỏ bài hát thì mới được tính là một điểm. Trắng tay mà của Whitney Houston. White hand hả? Nope. Thì sao trắng tay? Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. I have nothing. I don't need a little. You much better. And then make me glass one more door. I don't wanna hurt anymore. Đấy. Rất cống hiến nha mọi người. Thì biết sao không? Khi chị tham gia cái chương trình mà 100 bài hát ấy, người bảo là chị đọc hôm nay chị 15 bài nó ít hơn là chị sẽ hát. Ừ. Hãy gọi cho em khi có thể. Call me maybe. Chính xác. Hey, I just met you. But here a number, so call me maybe. Cũng dễ nhỉ? Dễ nhỉ? Mẹ ơi! Nicki Minaj. À, hey mama. Chính xác. Không hát không tính điểm. Cái gì? Không hát không tính điểm. Kệ đi. Đừng mày lại. Chứ không phải là vào đường mày mặt nhìn sao? À, có Taylor Swift. Ủa, em mới cảm thấy khá vậy trời. Vài phút trước người nói. Cũng dễ nhỉ? Diamond cắt diamond. Kim cương cắt kim cương hả? Dạ. Phải cắt vào ba già. Chính xác. Thì cắt sẽ gặp ba già. Ba già sẽ cho biết là Saccharose. Maroon 5. Eo ơi, môn nào là môn chỉ rốt nhất trong đời đấy. Titanium. À, sugar. Trời ơi. Người anh sai nhớ của Megan Trainor. Rồi gì? You know on Buzzard Base, Buzzard Base. Không phải. Ok, cái này khó thiệt đó. Tiếng đồng hồ kêu, kêu sạp TikTok. Chính xác. Wake up in the morning. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Má đồn bài. Em yêu anh như câu hỏi bây giờ. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. Adoda. Ariana. Anh đang ở đâu đây anh? Where are you now? Nope. Now. Where have you been? Chính xác. Người em luôn tôi tưởng. Tôi quá mệt mỏi rồi. Em ơi khiếp. Chơi quá khó luôn chị. Đó là bài crush. Bể bóng. Anh quá đáng luôn á. Wrecking ball. Chính xác. I came like a wrecking ball. But I never heard so. Này may mà bài đầu hát nhiều đấy. Không sao còn cái gì mà hát đâu. Wait a minute. Hôm nay chị 15 bài nó ít hơn nè, chị sẽ hát. Ừ. Á khẩu. Á, speechless. Chính xác. Khiếp dịch. I won't be silenced. You can keep me quiet. We'll tremble when you try. All I know is I won't go speechless. Được không em? Tiêu. Ui, hồi tao ngồi không? Ok, này chị mới thấy trên TikTok nè. Dance Monkey, ok trên TikTok này hả? Này nó sao đâu? Như nào nhỉ? Thôi này khó quá, tại vì có nhiều bài nói thiệt là không hát được nữa. Nó tao ngồi khó hát. Nhưng mà khó hơn cái game mà 100% thì nó khó hơn. Tại vì cái kia nó là bài hit hẳn. Thì mình sẽ dễ thuộc hơn. Cái này thì hơi khó.